Trang về. Đây là chiếc vali mà Trang mới được tặng nhân dịp sinh nhật tuần vừa rồi. Và nó là một chiếc vali, nếu như không nhầm thì nó là màu xanh mint, đúng màu mà Trang cực kỳ thích luôn. Chắc đây nó to khoảng chừng 20 inch, chính là cái loại mà có thể mang lên được cabin. Thì bây giờ thử mở nó ra xem nó như thế nào nhá. Trời, không phải là màu xanh mà nó là màu đen. Nhưng không sao, màu đen được cái là sạch sẽ. Trang đã có một cái vali màu trắng rồi, nên là vali màu đen thì cũng sẽ rất là xinh xắn. Và đây là quà của Nikki cho Trang. Nikki rất hiểu Trang. Nó màu đen. Tính năng của sản phẩm: thương hiệu Việt Nam, sản xuất năm 2018, chất liệu nhựa PC, tay cầm aluminum, 4 bánh đôi chắc chắn. Ờ rồi, 4 bánh đi thì nhẹ nhàng, mình không phải xách. Nội thất rộng rãi, cổng sạc pin tiện lợi. Ở đây có một cái chữ USB và bên trong có một cái hình USB luôn. Ủa mà không hiểu là như thế nào. Biết thế ạ, mở ra đã. Xem nội thất thế nào đã mà xem. Cái gì đây? Tự dưng có cái này ở bên trong. Chẳng lẽ lại là thiệp sinh nhật cho tôi? Cái gì hay vậy? Sticker. Và có cả thư của Nikki cho mình nữa này. Xin chào Mai Trang, mình là Ngô Minh Thắng, CMO tại Nikki. Mình thực sự rất cảm kích và phấn khởi khi nhận được sự ủng hộ của bạn dành cho dòng sản phẩm mới nhất Nikki Aiko, chiếc vali hoàn hảo dành cho người xây dựng hiện đại. Nikki tin rằng thế giới này luôn tràn đầy những điều kỳ diệu cần được khám phá. Trời, bất ngờ quá đi. Thiệp của Nikki, thư viết tay, à không phải thư viết tay, thư đánh máy có chữ ký của bạn co-founder. Wow. Còn cái gì nữa đây? Companion Pass. Wow. Chào bạn, Nikki là một công ty trẻ tuổi với mong muốn mang lại trải nghiệm du lịch hoàn hảo cho người Việt Nam. Hay quá à. Hướng dẫn đổi mã khóa luôn này, hướng dẫn lắp đặt pin dự phòng. Có cổng sạc USB. À, tức là mình vẫn cần phải có một cái cục sạc dự phòng ở bên trong. Đặt sạc dự phòng vào túi vải nhỏ, kéo mở dây khóa ẩn trên lớp vải, cắm dây cáp vào sạc dự phòng và luồn dây cáp thông qua hai lỗ nhỏ trên túi vải. Tức là nhét cái cục sạc dự phòng vào đây thì mình sẽ không cần phải mang cái cục sạc đấy đi. Rồi, thế này đi. Bây giờ nhận cái vali, Trang lại có cái cảm hứng. Trang là một người đi du lịch, hoặc là đi du lịch thì ít thôi, nhưng mà đi công tác rất nhiều. Và mỗi lần đi công tác thì quá trời nhiều đồ luôn. Đồ make up này, đồ dùng cá nhân này, rồi đồ để đi dẫn này. Rất nhiều đồ. Nhưng mà ai mà mở cái vali của Trang ra xem á, tức là bạn bè mở cùng phòng, khi mà thấy Trang mở cái vali ra á, là lúc nào người ta cũng phải ngạc nhiên trầm trồ, bởi vì Trang cực kỳ gọn gàng trong việc xếp vali. Lúc nào đồ đạc cũng để vừa cho cái vali nhỏ tí xíu, mà vừa tất cả mọi thứ, không thiếu một cái gì. Thế cho nên là Trang sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như thế nào để xếp tất tần tật cả thế giới của các bạn vào trong một cái vali nhỏ xíu như thế này. Không cần phải gửi đồ, chỉ cần xách lên cabin thôi cũng được, nhưng mà đi đâu nó cũng rất là tiện, không sợ bị trào đồ, quần áo lúc nào cũng ngăn nắp phẳng phiu. Ok. Xin chào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến một cái phần rất là thú vị, đó là làm như thế nào để mang được cả thế giới vào chiếc vali nhỏ bé của các bạn đi công tác hoặc đi du lịch ngắn ngày. Điều đầu tiên mà Trang làm đó là lên danh sách tất cả những đồ mà Trang cần phải mang đi ở trong chiếc điện thoại nhỏ nhỏ này của mình. Việc làm này thì sẽ giúp cho Trang chuẩn bị kỹ và lên kế hoạch trước tất cả những đồ mà chúng ta sẽ dùng, những bộ quần áo mà chúng ta sẽ mặc. Như thế là chắc chắn không bị thiếu đồ rồi này. Và thứ hai nữa là cũng không bị thừa đồ, không thừa không thiếu, mang vừa đủ sẽ có một chuyến đi du lịch hoặc một chuyến đi công tác tuyệt vời.